Thưa cô chú, bác và anh chị em, thì Trường Ngọc cũng xin thưa cho một cách đơn giản, thưa cả nhà, trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay đó, thì ban tổ chức có nhắn với Trường Ngọc là hôm nay là cấm không cho Trường Ngọc nói nhiều, chỉ được nói 8 phút. Thành thử ra là phải nói là đây là một cái buổi mà đối với Trường Ngọc nói chuyện khó khăn nhất, là bởi vì bình thường thì mình dễ dàng thao thao bất tuyệt, và hôm nay chỉ được 8 phút. Thành thử ra là Trường Ngọc ngồi suốt từ lẽ giờ mà vẫn chưa nghĩ ra là mình sẽ nói cái gì, và để cho nó rất là ngắn gọn mà có thể truyền lại được cái thông điệp trong vòng 8 phút, mà có lẽ bây giờ chỉ còn 6 phút thôi. Thì thưa cô chú bác và anh chị em, Trường Ngọc đi khắp nơi trong suốt 3 năm qua, từ ngày mà thành lập phong trào Duy Trẻ Thương Biến Vì Nhân Quyền vào năm 2016, thì cái mục tiêu lớn nhất của phong trào đó là làm sao có thể dấy lên lòng yêu nước, cái phong trào yêu nước trong những người trẻ quốc nội và ở hải ngoại, và làm sao cho những người trẻ nhận ra được cái nguồn gốc mình là người Việt Nam, nhất là đối với những trẻ hải ngoại và trong nước, làm sao chúng ta nhất là có thể đánh động lên trên ý thức của những người trẻ khi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã nhồi nhét vào những tư duy của người trẻ ngay từ tấm bé. Vì vậy cái cuộc hành trình này là muôn ngàn khó khăn, là bởi vì đây là một cái cuộc hành trình mà không phải đấu tranh bằng súng đạn, mà làm sao mà chúng ta có thể cải cách và thay đổi lại cái cuộc cách mạng tư duy cho những người trẻ Việt Nam mà đã bị nhồi nhét trong suốt mấy chục năm qua, và nhất là đối với các em hải ngoại, thì đó là một cái vấn đề không dễ dàng giải quyết chút nào. Bởi vì cô chú bác anh chị em cũng nhận thấy đó, trong một cái chương trình tối hôm nay rất có ý nghĩa, nhưng mặc dù là khán phòng chúng ta hôm nay có rất đông quý vị đến tham dự, nhưng chúng ta thấy thành phần trẻ rất ít, hầu như là không có bao nhiêu, ngoài một số các anh chị em trung niên và thế hệ thứ nhất của chúng ta ngồi nơi đây. Vì vậy đó là một cái thao thức, là một cái dấu hỏi mà chúng ta cần phải đi tìm giải đáp, là bởi vì trong cuộc đời này của chúng ta, tất cả mọi thứ đều phải có một sự chuẩn bị cho hôm nay và cho ngày mai. Và cô chú bác anh chị em biết rằng là đất nước Việt Nam chúng ta đã có một lịch sử, những chiều dài lịch sử rất bi thương, và vì vậy cho tới ngày hôm nay đất nước của chúng ta vẫn không có được tự do, dân chủ, nhân quyền như những gì nhà cầm quyền cộng sản đã hứa, đã nói với thế giới. Và vì vậy là người Việt Nam của chúng ta giữa bối cảnh hoàn toàn của hoàn cảnh đất nước, chúng ta không thể nào thờ ơ, không thể nào không quan tâm cái sứ mệnh của chúng ta, là sứ mệnh phải nói lên sự thật và phải giống lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế giới biết, và làm sao cho con cháu của chúng ta, chắc chắn đây là mối quan tâm của thế hệ thứ nhất, đó là làm sao cho con cháu của chúng ta tiếp tục nối bước cái con đường công cuộc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam của chúng ta. Thì cô chú bác và anh chị em, ngay từ đầu thì anh Chim có nói một câu rất đúng, và Kiều Ngọc xin nói một câu tương tự như thế, là bởi vì trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn chuẩn bị rất nhiều thứ. Chúng ta chuẩn bị những bữa ăn ngon để chúng ta lại một việc rất quan trọng. Chúng ta chuẩn bị một ngày sinh nhật của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị một ngày đám cưới thật linh đình cho con cháu của chúng ta. Và chúng ta chuẩn bị rất là nhiều thứ trong cái hành trình công danh sự nghiệp của chúng ta. Nhưng không mấy ai lại sẵn sàng và nghĩ đến làm sao chuẩn bị cho chúng ta. Làm sao ngoài cái việc mà chúng ta đang sống, chúng ta đang vui, đang hạnh phúc, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị đón một cái chết cho thật là ý nghĩa. Và đó là cuộc đời và sứ mệnh của con người Việt Nam chúng ta giữa hoàn cảnh đất nước hiện nay. Anh chị em và cô chú bác, hiện nay Trường Ngọc đang, giây phút này Trường Ngọc đang đứng ở đây, nó không phải là một cái điều tự nhiên mà nó đến, là bởi vì ngay từ hồi bé, khi mà Trường Ngọc sang lớp 5-7 tuổi, thì cả một cái quãng đời thơ ấu của Kiều Ngọc thì lẽ dĩ nhiên là Kiều Ngọc đã được sự thương yêu và sự dạy dỗ công ơn của bố mẹ. Và vì vậy đó, những cái hình ảnh của người mẹ mình vào những đêm thâu mà lúc mà ba của Kiều Ngọc đang được pin sang lúc trước, mà lúc đó mẹ còn ở nhà, những đêm mà mẹ phải đốt đèn dầu để mà đọc cái cầu nguyện cho ba được đến bên bờ bình an, những cái khoảng thời gian đó nó đun nấu trong mình, nó đưa ra những cái câu hỏi về tại sao gia đình của mình lại phân ly, và khi đến Úc mình phải đặt dấu hỏi là tại sao mình phải rời khỏi đất nước,
Việt Nam. Và khi mà lớn lên đó, thì Kiều Ngọc đã từng sinh hoạt trong sinh viên và trong cộng đồng, đã được cô chú bác nhiều nhất yêu thương và chỉ dẫn. Nhưng có hai, song song bên cạnh gia đình có hai biến cố mà làm thay đổi cuộc đời của Kiều Ngọc rất là nhiều. Cái biến cố đầu tiên là trong một lần Kiều Ngọc về Việt Nam để làm việc từ thiện, thì lúc đó Kiều Ngọc mới theo các cha và các sơ, lúc đó là Kiều Ngọc theo các sơ ở dòng tu Phaolô Pleiku đến một cái trại cùi. Thì khi mà Kiều Ngọc có một lần Kiều Ngọc đã từng chia sẻ là trước cái đêm hôm đó là Kiều Ngọc đã thức trắng suốt đêm không ngủ được, là bởi vì mình mặc dù là trong máu mình muốn có mình cũng muốn nổi lên một cái dòng máu anh hùng can đảm để gặp gỡ và giúp đỡ những người phong cùi. Nhưng mà song song bên cạnh cái sự mà mình ao ước được dấn thân cái sự can đảm đó, thì luôn luôn bên cạnh mình là mình sợ hãi đến những cái chết. Mình sợ, mình không hiểu rõ được hết cái vấn đề mà bệnh của người phong cùi nó sẽ lây lan như thế nào. Thành thử ra mình cũng nghe về mình nghĩ đến cái chết chứ không phải không. Nhưng khi mà Kiều Ngọc đến nơi, đến cái trại phong cùi rồi, khi mà mình cảm nhận được cái tình yêu thương, mình cảm nhận được cái sự an ủi, mình cảm nhận được cái nỗi vui mừng trong ánh mắt của những người phong cùi, khi mà họ thấy sự hiện diện của những người lành lặn đến đó để thăm họ, thì mình mới cảm nhận được là trong cuộc đời của mình có những cái nỗi hạnh phúc và tình yêu nó mạnh hơn sự chết. Và không có gì lớn hơn trong lúc này khi mình thấy tha nhân anh em đồng bào của mình có được hạnh phúc và tự do như mình đang được hít thở nơi đây. Và đó là cái biến cố giúp cho Kiều Ngọc nhận thấy rằng là đồng bào mình trong nước còn thiếu rất là nhiều những cái quyền căn bản làm người. Và cái biến cố thứ hai mà nó vun đúc thêm cái tinh thần dấn thân cho Kiều Ngọc là vào tháng 3 năm 2017, lúc đó Kiều Ngọc trong một cái chuyến đi cùng với lại cô chú bác ở bên Úc Châu và một số các đồng hương đến từ Mỹ, thì lần đó khoảng chừng phái đoàn khoảng chừng 50-60 người. Thì lúc đó mọi người và Kiều Ngọc đã đi máy bay đến Thái Lan và đến một cái đảo gọi là đảo Koh Krang. Thì cô chú bác anh chị em, nếu như một số cô chú anh chị em đã từng đi vượt biên tị nạn thì chắc chắn là sẽ nghe qua về những câu chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra tại đảo Koh Krang. Đó là một cái hòn đảo mà đã có biết bao nhiêu người dân Việt Nam lúc mà vượt biên thì đã bị trôi dạt vào cái hòn đảo đó, và có rất là nhiều phụ nữ Việt Nam đã bị hãm hiếp rất nhiều lần và cuối cùng bị chết trên hòn đảo đó. Thì thưa cô chú và anh chị em, một câu chuyện có một 30 giây thôi, là có câu chuyện là một có một cô gái Việt Nam khoảng chừng mười mấy tuổi lúc bấy giờ, thì lúc mà cô đến cái hòn đảo đó thì cô đã bị hãm hiếp rất là nhiều lần, và sau đó cô tức tử, cô không chấp nhận phải bị đối xử như vậy một lần nữa. Thì lúc đó cô mới từ ở trên cái hòn núi trên đảo cô nhảy xuống biển. Thì lúc mà cô nhảy xuống biển thì may mắn là cô không có bị rớt xuống biển mà bị máng treo ở một cái vách núi bọc lên trên một cái cành cây và không lên được và không rớt xuống được. Thế nhưng mà đó, cái cặp chân của cô đó thì đã đụng xuống dưới nước rồi. Mấy ngày sau, khi mà có một chiếc tàu thuyền thuộc của Liên Hiệp Quốc đến tình cờ thấy và cứu vớt cô lên, thì đôi chân của cô đã bị cá ăn coi như rỉ lận hết. Thì cô chú bác và anh chị em, cái câu chuyện đã xảy trên đảo Koh Krang. Và khi Kiều Ngọc đến trên đảo Koh Krang lúc đó để mà xây được đức mẹ trên hòn đảo đó, mình cũng thấy tượng Phật ở trên cái hòn đảo đó, thì lúc đó cái cảm giác của mình không thể nào diễn tả được. Bởi vì khi mình thấy lên tới hòn đảo đó, mình thấy rằng mọi thứ còn đều rất hoang sơ như thủa xa xưa mà người dân của mình, anh em của mình, cùng dòng máu của mình đã từng đến đó, đặt chân đến đó, chết tại nơi đó, mà chết một cách rất tức tử. Và trong lúc mà anh em đang là đi dạo trên hòn đảo đó, thì tình cờ thì Ngọc mới lục được một chiếc dép mà nó còn vất vưởng ở bên những cái chỗ đá. Thì khi mà lục lên chiếc dép thì mình thấy cái chiếc dép còn mang cái thương hiệu là
Sài Gòn. Và trong một cái đêm tối ở trên cái hòn đảo đó, thì cô chú bác anh chị em biết rằng là bởi vì đó là một cái đảo hoang, vì vậy đó mà khi mà người Việt của chúng ta đó lâu lâu có ai đến đó, thì họ mở những cái băng cassette mà trong đó mình nghe được cái tiếng tin cầu A Di Đà Phật suốt cả một từ sáng tới chiều tối như vậy. Thì cái cảm nhận của Kiều Ngọc lúc bấy giờ rằng đó là ở nơi đây 40 năm, hơn 40 năm về trước, anh em của chúng ta là những người trẻ đã từng có lý tưởng, đã từng yêu thương, đã từng có người thân gia đình mà họ đã hy sinh tất cả mọi thứ bỏ sau lưng để mà đi tìm đến cái bờ tự do, và họ đã chết tại nơi đó. Và không lẽ lẽ nào chúng ta lại quên đi những cái chết đó. Chúng ta luôn luôn nhớ đến họ, và nhớ đến họ để làm chi? Nhớ đến họ để hiểu rằng còn có biết bao nhiêu người anh em của chúng ta đều khao khát hy vọng tự do như những người họ. Và đừng bao giờ để cái chết tức tử đó phải lặp lại giống như là cái chết của 39 người mới xảy ra tại Anh Quốc đây. Thì cô chú bác và anh chị em, Kiều Ngọc nhận thấy rằng là ngày nay chúng ta có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta, rất là nhiều vấn đề bức thiết mà chúng ta cần phải quan tâm. Ngày nay thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại ra sao? Dạ thưa cô chú bác và anh chị em, thế hệ trẻ của chúng ta rất thành công trong cuộc sống hiện tại. Các bạn và các em có công ăn việc làm tốt, có sự nghiệp tốt, nói tiếng Anh, nói tiếng Mỹ, nói tiếng Úc rất giỏi. Nhưng đằng sau sự thành công đó là cả một cái sự tiềm ẩn mất mát. Là bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều em, hầu như đa số các em đã quên đi nguồn gốc Việt Nam của chúng ta, lý do mà chúng ta có mặt tại nơi đây. Và các em nhận thấy rằng quê hương Việt Nam hoàn toàn con nơi ở một nơi rất xa với các em. Là bởi vì cái chuyện đó chúng ta cũng khó mà trách được các em, là bởi vì Kiều Ngọc hiểu là ông bà và cô chú bác anh em chúng ta khi mà đã đến đây cái thời gian đầu chúng ta vô cùng khó khăn trong đời sống công ăn việc làm, và mình phải bỏ mọi công sức để mà mưu cầu, mưu sinh cho đời sống cho gia đình. Thành thử ra ngày nay khi cộng đồng của chúng ta đang trong thời kỳ phát triển, thì chúng ta mặc dù bây giờ có thể nói là quá muộn, nhưng vẫn còn hơn là chúng ta không làm gì để cho anh em của chúng ta còn kém ở lại Việt Nam không được tự do như chúng ta. Thành thử ra là Kiều Ngọc xin thay mặt cho phong trào Di trẻ thế giới vì nhân quyền đứng nơi đây để mà tha thiết xin cô chú bác và anh chị em hỗ trợ cho con đường thế hệ trẻ của chúng cháu, của chúng em trong thời gian sắp tới. Và cái dự án của phong trào đó làm sao có thể dấy lên được như những gì Kiều Ngọc vừa mới chia sẻ, dấy lên được cái tinh thần yêu nước và cái sự quan tâm của người trẻ về tình hình của quê hương đất nước Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề nhân quyền. Vì vậy vào tháng 4 năm sau, từ 16 tới 18 tháng 4 tại Nhật Bản, phong trào Di trẻ thế giới vì nhân quyền sẽ tổ chức một cái đại hội Di trẻ thế giới, và cái mục đích là quy tụ những người trẻ trong và ngoài nước đến với nhau để tìm hiểu về vấn đề tình hình nhân quyền tại Việt Nam, và cũng là mục đích để mà liên kết với lại các nhà đấu tranh và dân chủ khắp nơi trên thế giới cùng chung một cái mục đích như chúng ta, đó là chống độc tài, chống cộng sản và chống chính quyền và Bắc Kinh lấn át. Và chúng ta xin tạm chia tay với lại cô chú bác.